Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay thì Uyên Quỳnh đã làm chương trình Kết Nối Yêu Thương cũng khá là lâu. Trong thời gian qua đã được rất là nhiều sự yêu thương, tin tưởng và ủng hộ của quý vị khán giả. Uyên Quỳnh vô cùng vui và chân thành cảm ơn. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ hết sức và thật lòng của những anh chị cô đơn thực sự muốn đi tìm người yêu của mình, thực sự muốn tìm một nửa yêu thương. Hôm nay Quỳnh nhấn mạnh là những người muốn tìm một nửa yêu thương thật sự, còn những người mà muốn tìm vì lý do gì khác thì Quỳnh không nói tới. Thì Quỳnh hy vọng rằng trong tương lai những cặp đôi đến với nhau sẽ được hạnh phúc. Và trong chương trình của Quỳnh là Quỳnh đã nhận thấy là có rất là nhiều kết quả tốt đẹp. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ rất là thật lòng. Và luôn luôn Quỳnh nhắc nhở với các anh chị rằng nếu mà tham gia chương trình thì cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân mình. Các anh chị nên nhớ rằng nội dung trong video là các anh chị tự nói theo hoàn cảnh của mình. Chào em nha. Dạ anh chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Dạ anh chào cộng đồng mạng. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Nguyễn Thị Ngọc Em, năm nay em 36 tuổi. Em ở Cần Thơ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, em đang buôn bán quần áo. Bán quần áo ở chợ hả? Dạ, em bán quần áo ở chợ chị. Em có cửa hàng hay là em bán cho người ta? Dạ, em bán gọng thôi chứ không có cửa hàng. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ trước em có một đời chồng nhưng mà chồng em bị tai nạn cho nên qua đời cách đây 11 năm rồi chị. 11 năm rồi hả? Lâu ha. Rồi bị tai nạn ô tô hả em? Xe ô tô hả? Dạ, bị tai nạn trên đường đi làm về chị, rồi mất luôn ngay tại chỗ. Em rồi, em có được bé nào không? Dạ, em có một bé trai 11 tuổi, nhưng mà lúc sinh ra tới giờ là sống với mẹ em. Ủa, hiện tại em không có sống với gia đình hả? Dạ, có sống với gia đình, nhưng mà mẹ em nuôi lúc mới sinh ra, tại vì con em mới có 21 ngày thì chồng em bị tai nạn mất luôn. Cho nên mẹ dạ. Em nuôi luôn ha? Dạ, mẹ em nuôi luôn. Rồi thời gian đó chắc cũng khủng hoảng nhiều ha? Dạ. Rồi em phải đi buôn bán lo cho gia đình, đem lo cho ba mẹ luôn. Em rồi sau thời gian thôi giờ hỏi ưu điểm trước đi ha. Ưu điểm của em là gì? Dạ. Em cũng sống bình dân thôi chị ơi, cho nên tối nay cứ đi làm, đi buôn bán biết rồi. Rồi khuyết điểm của em là gì? Em hơi thẳng tắn chị. Bây giờ sau thời gian ông xã em mất khá là lâu, rồi lúc đó em còn rất là trẻ, rồi buôn bán thì tiếp xúc nhiều nữa, chắc cũng có người để ý em lắm hả? Dạ không, chứ em không có quan tâm tới. Em chỉ biết là sáng thì chạy chợ này chợ kia bán ít thì về, gia đình thì nó đã tối rồi, cái lo quần quật lo đồ đạc rồi sạn ra rồi ăn uống rồi đi ngủ, sáng lại đi bán tiếp. Em không quan tâm tới chuyện đó. Quên chuyện đó luôn ha. Quên. Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em muốn người đó sống thì có trách nhiệm với gia đình này kia nọ, cùng nhau làm ăn, đừng có rượu chè hay là này nọ trong gia đình thôi. Em có nghĩ là anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Em thì thích cái mẫu người lớn tuổi chị, với lại họ đã trải qua rồi thì có lẽ mình cái gì mà mình không biết đó, có thể họ chỉ mình thêm để tốt hơn cái cuộc sống hơn sau này. Em thích người mỏng người lớn tuổi thì độ tuổi khoảng bao nhiêu thì em cảm thấy phù hợp với mình?
Dạ từ 55 tuổi, 55 tuổi đổ lại chị. 55. Em rồi thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu á, thì em nghĩ như thế nào? Không có uống rượu cũng được nhưng mà đừng có về mà như là bạo lực với gia đình đó thì em không thích. Với công việc của em thì em làm cũng em buôn bán cũng khá lâu, chắc công việc đó em cũng khá là quen rồi. Bây giờ nếu mà có cơ hội là em có muốn làm cái việc gì khác không, hay hoặc là phát triển công việc của mình hơn không? Nếu có em có cơ hội đó, em thích nhất là được học nối mi với làm móng tay, em sẽ thay đổi, em muốn đi lên bằng cái nghề đó. Tại sao em không không em không thích là sẽ có cơ hội sẽ mở một cái shop quần áo hả? Dạ không, nếu mà có cơ hội em sẽ mở cái tiệm làm mi và làm móng. Tại vì trước đây em có làm tóc 11 năm rồi đó chị. Rồi các em mới nhập cái làm không có đủ lo cho gia đình cho nên em nghỉ đi bán. Ủa em làm tóc là em làm thợ giỏi không? Dạ em làm thợ, em lúc đó em mở tiệm ra thì làm được 11 năm nghỉ. 11 năm mở tiệm luôn hả? Nhưng mà thu nhập không có được ha em. Dạ Lúc đó em phải thuê mặt bằng hả? không, lúc đó em làm tại nhà luôn á chị. Nhà em ở mặt tiền hả? Trong nhà em ở trong cái hẻm nhỏ thôi. Rồi khi sau khi em đi kinh doanh quần áo thu nhập nó ổn định hơn. Dạ đúng rồi chị. Rồi con em tuy là ở với mẹ em nhưng mà em cũng ở chung nhà với mẹ em mà phải không? Dạ đúng rồi. Rồi con em có ủng hộ em đi thêm bước nữa không? Dạ có, tại thằng bé thì nó đã quen với mẹ em rồi cho nên nó coi việc có em hay không nó cũng không có, nó không có hỏi em đến mấy, nó cũng không có hỏi. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ em có coi video của chị với lại cũng có người giới thiệu chị về chị nói về chị như vậy đó cho nên em mới lên mạng em coi chị cho nên em mới biết đến chị. Rồi em coi lâu được lâu chưa? Dạ em coi em theo dõi chị được 5-6 tháng gì đó chị với lại có người chỉ em á kể về chị cho nên nó tìm đến. Rồi người bạn của em có tham gia chương trình không? Dạ có chị. Có được kết quả tốt đẹp chưa em? Em thấy cũng có tham gia chương trình nhưng mà cái người bạn đó chưa có gia đình đó chị nhưng mà nói là bạn của người bạn đó nữa là được chị giúp đó, làm cho nên là có thành công đó chị. Cho nên cái này cũng phải tùy duyên nữa, xem duyên mình nó nằm ở đâu nữa thôi em. Cố gắng Dạ thôi. Em rồi em coi cũng khá lâu chương trình của chị như thế á, thì em có để ý được anh nào trên kênh của chị không? dạ em có vô em cũng có vô bình luận á, thích được một vài người á chị. Em vô bình luận như thế, cái nhiều người bình luận chị đâu biết em là Dạ đúng rồi. ai. Rồi những người em thích video số mấy? Ủa, em không có để ý số nhưng mà em thấy mặt thì úp hình trên mặt thì em thích thôi. Phải vô coi video coi người ta nói gì trong đó, xem mình có phù hợp với người ta hay không. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Đây, chiều cao của em 1m62 chị. Em nặng 51 kg. Cao khá cao ha, em đứng lên cho thấy dáng em cái ha. Quay sau lưng các em, xích ra chút, đi đi lui lại phía tường chút. Rồi quay lại, dáng dễ thương ha, cao đẹp ha. Em rồi em bán như thế thì em bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 4 giờ sáng thì em thức dậy em chạy chợ khoảng tới chợ thì 5 giờ mấy dọn đồ ra thì tầm tầm 6 giờ mấy đổ lại là bắt đầu em bán tới trưa 12 giờ em nghỉ nghỉ tầm 2 tiếng thì em bắt đầu bán tới 5 giờ chiều em mới dọn.
Chợ chợ là mình không có ngồi yên chợ nào hết, mình đi chợ vòng vòng thôi. Dạ đúng rồi chị, như mai mình ở chợ này, mốt mình ở chợ kia vậy đó, chứ em không có định một chỗ. Là chợ chợ quê phải không? Dạ đúng rồi chị. Là em ở trong thôn quê hả? À em ở trung tâm Cần Thơ. Em rồi thời gian rảnh rỗi thì em thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Em cũng đi bán vậy, cứ lẩn quẩn dọn đồ xong rồi ở trong nhà chị ơi, em cũng không có ra ngoài chơi hay là tiếp xúc, không có thích là tiếp xúc nhiều người hay là đi quán được như người ta, không có, em cũng không có chơi bạc luôn. Nhưng mà cũng phải có thời gian rảnh rỗi, những lúc mà như là em muốn xả stress thì em làm em gì? em em sao chép thì em lên em coi người ta vẽ mấy cái mẫu móng tay á, với mấy cái nón mi coi vậy thôi à. Em thích một anh làm quen với em á, trầm tính ít nói ha, là lanh lẹ hoạt bát. Em giúp lanh lẹ hoặc bác chị. Chắc bình thường em cũng rất là lanh lẹ hoạt bát phải không? Dạ. Nếu mà bán như thế không lanh lẹ hoạt bát là khó bán ha em. Dạ đúng rồi chị. Em bán như thế rồi đi lấy hàng á, em tự đi vậy hả? Dạ đúng rồi, em tự chạy xe đi. Em lên thành phố lấy hả? Có lấy, có khi mình em lấy Tiền Giang, chỉ như mặt hàng Tiền Giang có em ghé lấy Tiền Giang, còn nếu không có thì em phải chạy thẳng lên Sài Gòn. Rồi em chở là em chở bằng xe Honda hả? Dạ nếu mà lấy số dừa thì em có thể là chở trên xe ra, còn không thì phải gửi xe Phương Trang đi về chị. Lúc mà chạy chợ là em cũng chạy bằng xe Honda. Dạ đúng rồi, em cắt đồ lên một cái xe Honda vậy đó là em chở đi. Như thế là em có chở hết không? Dạ hết chứ chị. Ngoài sở thích xem những mẫu design ra thì em có sở thích đi du lịch gì không? Dạ không chị ơi, em thì em thích nó thanh thản, nó yên tĩnh hơn, nói chung là em ở cảnh quan á, cũng không có thích đi chơi cho mấy, còn nếu mà có cơ hội đi chơi thì đi cùng với gia đình. Đó giờ em có đi chơi không hay là đó giờ không có đi chơi ở đâu hết? Dạ, lâu lắm 3 4 năm nó mới đi được đi chơi gia đình được một lần rồi thôi à chị, chứ cũng không có được đi thường. Cha mẹ em á là có được mấy người con? Dạ cha mẹ em có 3 đứa con, em có một chị gái và em thứ ba và một em trai út ở chung, chị gái thì đã có gia đình rồi chị. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không chị. Em thích một anh làm quen với em đó là chiều cao khoảng bao nhiêu? Chiều cao em không quan trọng, thôi anh thua cái cách sống thôi, em không có cần là cao hay đẹp trai gì đâu. Rồi em với ông xã em sống với nhau được bao lâu mà ông xã em mất? Dạ 1 năm rưỡi chị. Mới 1 năm rưỡi thôi hả? Dạ. Em rồi sau thời gian mà cô đơn dài như thế á, thì em nghĩ là người đàn ông như thế nào sẽ mang đến hạnh phúc cho em? Em không, lúc đó thì em không nghĩ gì hết, em cứ dồn tâm huyết là mình phải buôn bán để kiếm tiền lo cho gia đình, và cái gì tới nó tới, em không có là để nghĩ là sẽ quen một người nào hay là đến với ai nữa. Rồi thấy gia đình càng ngày như em lo biết rồi cũng mệt, con nói con sống một lúc nào đó rồi con tìm người thích hợp với con á, con lấy xong rồi con trả hiếu cho ba mẹ thôi, chứ con không còn nghĩ tới con nữa. Mà ý chị hỏi bây giờ này, hiện tại bây giờ nè, khi em đến với chương trình của chị á, thì em cũng nghĩ là sẽ tìm cho mình một người để mà đi với mình đến hết cuộc đời còn lại. Thì em nghĩ là người đàn ông như thế nào trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc cho em á? Em nghĩ người đó hiền từ với lại lo làm ăn biết thương gia đình là được, còn họ giàu nghèo em không quan trọng, chuyện đó cùng nhau làm đi lên. Dạ.
Bây giờ đó là em sáng là 4 giờ em thức rồi đó hả? Dạ, 4 giờ là em phải dậy. Em bán như thế là em đâu có nghỉ ngày nào đâu hả? Dạ, em không nghỉ ngày nào hết chị, trừ những ngày mưa bão giấc sáng á. Như tới giờ em đi bán mà trời mưa thì không đi được thôi, hoặc là mưa dầm á thì không đi được, chứ nếu mà mưa chút rồi tạnh mưa thì em cũng phải đi. Mà em tới chỗ chờ chợ như vậy là tới chỗ ngồi đó mình đó là mình có trả tiền cho người ta không? Dạ có chứ chị, có những chỗ mình thuê, mình thuê ngồi thì trả, còn có những chỗ mình không thuê, mình cứ đẩy suốt cái trên lộ thì người ta chỉ góp qua chi mình thôi. Vậy đó hả? Mình đẩy đi Dạ đẩy riêng trên lộ cũng cũng trả tiền nữa hả? dạ Cũng đúng góp rồi qua chị. chi Dạ rồi. Công việc này của em cũng khá là vất vả ha. dạ nhưng mà em cũng đã quen rồi, em cũng không có sợ cực khổ. Mới thì nó cực lắm chị, mình không quen, với lại chạy không quen á, chạy tới lên đứng ngoài riết rồi, em quen rồi cho nên cũng thấy cũng bình thường. Gia đình em á, cha mẹ em còn đi làm không? Dạ mẹ em thì ở nhà nội trợ, ba em thì đi làm thợ hồ á chị. Ba mẹ Dạ em lớn tuổi không? dạ ba mẹ em năm nay 59 tuổi. Thường thường á là em có nấu ăn không? Dạ có chị. Em đi bán dài giờ như vậy mà em về nhà vẫn có nấu ăn hả? Vẫn sẽ thích ăn. Dạ cái món nào em thích đó là em ăn đó thì em nấu, còn có khi mẹ ở nhà mẹ cũng có nấu đó chị, khi nào em muốn ăn món gì thì em mua đem về em tự nấu. Bây giờ nếu mà em có điều ước thì em sẽ ước gì cho cuộc sống của mình? Nếu mà có được đó, em sẽ ước mình được đi học với lại mở cái tiệm, với lại có một người chồng cùng mình lo làm ăn để đi lên đó chị. Em cũng siêng năng giỏi giang ha, nhưng mà chắc có lẽ là nhưng mà công hiện tại công việc của em bán vẫn ổn mà hả? Ngọn mỗi ngày vẫn có thu nhập mà ổn định. Chị Chị nghe người ta nói là mấy người bán vậy là còn lời nhiều hơn nhiều hơn mấy người đi làm việc nữa đó phải không? dạ đúng rồi chị nói đúng á, nhưng mà nhầm chợ chơi, nhầm chợ á mình bán rất là lẹ, nếu mà đường có bán rất là lẹ lời cũng mau lắm, nhưng mà nhầm chợ cũng ế lắm chị, mình bán có thể là bữa đó là lỗ tiền ăn tiền xăng luôn á. Vậy đó hả? Dạ Wow. À, mấy cái chợ lớn hay là sao? à, nhầm không nhầm chợ đâu chị, nhầm khi chợ nhỏ nhưng mà chị bán rất là lẹ, như chị kiếm được vài trăm á, chừng nửa tiếng hồ à, là đã chị kiếm có thể là kiếm được 400-500 ngàn, nhưng có những chợ bán suốt ngày không được chị kiếm được trăm đỏ một mắt. Nhưng mà tình trạng đó thì ít thôi phải không, chứ đâu có nhiều Dạ hả? dạ đúng rồi chị, Rồi nếu mà quân bình bình thường bình bình á là mình bán là khoảng được bao nhiêu? em bán cái này như một là một như một 1 triệu thì mình có thể là lời được 500 hoặc là 350 tùy theo cái mặt hàng á chị. Không, ý em chị nói là bình quân á, bình 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 thường bình quân á, mỗi ngày em bán là khoảng được bao nhiêu tiền? À từ 1 triệu ngoài chị, 1 triệu ngoài đến 2 triệu. Vậy là giỏi quá rồi. Nhưng mà trong một ngày đó là mình phải chạy nhiều chợ ha, mình ngồi một chợ thôi. Em cũng có thể là một chợ, có cũng thể là vắng quá thì em chạy 2 chợ, tại vì em bán nguyên một ngày mà. Dạ Vậy là thu nhập chính do gia đình là em đó phải dạ không? Cho nên đổi đổi nghề này là phải rồi, chứ nghề tóc mà đứng đó là thu nhập thấp dạ đúng quá đâu có đủ chi phí cho gia đình. Con cái con em còn đi học không? dạ con em còn đi học chị. Cố gắng lo cho con đi học nữa. Dạ Rồi nếu có người yêu em có muốn người yêu của em có tính lãng mạn không? em thích cái cuộc sống đơn giản quen rồi chị ơi. Chỉ cần hạnh phúc thôi phải không? Có chồng có Em con. á,
cũng được, miễn mà cái người thân thương của mình vui là được, mình có thể cùng họ. Chứ em cũng không nghĩ là mình đặt cái ước muốn của mình lên người ta, sống lên cho lên người ta, em không có. Nói chung là em vì những người thân thương của mình em chịu được nhiều hơn. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ em cảm ơn chị, với lại qua mạng mà em mới em nhờ qua mạng mà mới biết được chị, là em chào khán giả, em cảm ơn chị rất là nhiều. Em gửi số điện thoại của em qua cho chị nha. Dạ. Ok, và em với lại cái số video nào em thích anh nào em gửi qua cho chị luôn nha. Em chào chị.